Bạn Nhật sẽ phát wifi miễn phí khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. Mỗi khi có một thảm họa nào đó về thiên nhiên như động đất, sóng thần hoặc mưa lũ, thì các hạ tầng về viễn thông sẽ bị phá hủy, khiến cho việc liên lạc cũng như cập nhật thông tin của những người sống tại các khu vực bị ảnh hưởng trở nên khó khăn hơn. Kể từ sau khi thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra vào tháng 3 năm 2011, khiến hơn 22.000 người thương vong và hơn 2.500 người mất tích, các nhà mạng tại Nhật Bản đã quyết định sẽ cung cấp mạng Wi-Fi miễn phí mỗi khi có thiên tai hoặc thảm họa xảy ra để giúp cho việc liên lạc của người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, động đất hoặc lũ lụt trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Mạng Wi-Fi miễn phí này cũng sẽ giúp các nạn nhân có thể kiểm tra và cập nhật các thông tin mới nhất về thiên tai, thảm họa cũng như giúp họ thông báo tình hình của mình với người thân ở những khu vực khác. Ngoài ra, mạng Wi-Fi miễn phí này cũng sẽ giúp các cơ quan chức năng có thể thu thập được thông tin về các nạn nhân một cách nhanh chóng hơn. Mạng Wi-Fi miễn phí này sẽ được kích hoạt và tồn tại trong vòng 72 giờ sau khi thiên tai xảy ra. 72 giờ là khoảng thời gian tiêu chuẩn để giải cứu những người còn sống sót trong những trường hợp xảy ra thiên tai và thảm họa.